Chỗ quen thuộc mọi người ơi, cùng đi nhặt trứng gà với nhà quê nào. Hôm nay thì đi nhặt trứng gà hơi muộn tí, tại vì là chiều nay còn phải bốc mấy cái cây vầu lên để làm cái chuồng gà lại cho nó sạch sẽ, không là mưa. Đây là những tấm blue mình mua chiều nay và đã được xếp gọn vào đây rồi này, cái chậu quen thuộc. Xin chào các bạn mèo. Các bạn mèo ơi, không đi theo tôi vào đây. Đây, phải rào lại mấy cái chỗ này cho bạn mèo, mấy bạn gà khỏi chui ra, chui vào. Đấy, đi ra lúc nào cũng phải buộc kín cửa, không là chúng nó chui ra ngoài hết. Anh ơi, chưa cho gà ăn à? 5 giờ rồi, cho gà ăn thôi. Xin chào các bạn gà, hôm nay các bạn gà cho tôi được bao nhiêu quả trứng? Một bà quân vương mang trong con tim hình hài đất nước. Hôm nào đi có thời gian mà được nhặt trứng gà rất chi thoải mái mọi người ạ. Mọi người thử nuôi gà xong đi nhặt trứng chưa? Nhớ là hôm nào cũng bố gọn vào không tí nữa là tất cả chúng nó đi hết ra. Chui ra. Xin chào, xin chào, xin chào. Chuẩn bị làm chuồng mới cho các bạn nhé. Ồ, hôm nay ổ này được 2 quả trứng. Ổ này được 5 quả. Và ổ này được 4 quả. Nên là hôm nay vị trí ở cái góc này là được 11 quả trứng rồi. Mỗi khi thì đây nó sẽ đẻ được 4 con, 10 quả. Đúng không các bạn? Bạn nào mà xem video mình nhặt trứng thì sẽ biết là mỗi cái ổ nhà mình hay có tầm khoảng bao nhiêu quả đấy. Mọi người nhớ xem video, like và share cho Quyên nhá. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ xem video và cũng rất mong là hôm nào cũng đi nhặt trứng để cho mọi người xem. Đấy. Trứng gà nhà mình thì nó nhìn nó xinh xinh thôi, nhưng mà nó có 30 con gà đẻ nha các bạn ấy. Đẻ cũng không đều lắm, tại vì là nhà mình không cho ăn cám công nghiệp, thì chỉ cho ăn thóc mới ăn cơm thôi. Nó đẻ cũng không đều mấy. Ôi giời ơi, bạn này bây giờ mới đi đẻ đây này. Ui, bạn này mặt đỏ mới đi đẻ đi ấp đây. Ô cái con này nó lại chui vào đây, nó đi ấp rồi. Ui, nó quét 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 nó đi ấp rồi. Con này nó đi ấp rồi, lặng thế. Con này phải mấy cân vào chuồng đi bạn ơi. Cục cục đấy, một mình nó giữ 4 quả này, 5 quả, 11, 15. Hôm nay là mình có 16 quả trứng thôi. Được bao nhiêu quả trứng mọi người nhớ comment ở bên dưới cho Quyên biết nha. Cái quả trứng này cái vỏ của nó đang bị sần 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 sần. Đấy. Người ta phân biệt trứng gà mấy cả trứng vịt mà mới nhặt ấy, nó vẫn còn cái bột phấn ráp ráp ở ngoài đấy mọi người ạ. Vẫn phải đi ngó hết xung quanh lên đây xem nào có còn quả trứng nào không. Như hôm qua nhặt rồi mà đến lúc đi nhặt tiếp vẫn còn 3 quả đấy. Đến lúc tối đi đóng chuồng gà nó vẫn trèo lên nó đẻ tiếp. Hai con ấp, thêm 3 con ấp. Còn một con nó cũng chuẩn bị đi ấp mẹ. Mặt đỏ ấy. Mà nó cũng trèo lên cục cục rồi, nó nằm nó giữ ổ trứng đấy. Ê không. Cho nó đi ra ngoài đã. Cảm ơn các bạn gà hôm nay nha. Đấy, cho ra đây. Quay 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 cái gì, quay 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 rồi đi ra. Tí nữa rồi ra đấy để mình đi ăn chút chanh cơm mèo. Hôm nay nhà anh Huân là mấy mầm mày? 11 mầm cơ.
Thế mà anh Hoàng bảo là có 5 mâm đó, họ nhìn người ta đông thế. Đây là những cây tre chiều nay mình chuyển nó đây này. Đấy. Đây mua tre gốc tre này là 20.000 một cây bốc xô. Trên nhà mình trên đồi thì nhiều lắm nhưng mà ở dưới quê thì không có. Dưới quê này muốn làm chuồng làm trại thì phải mua cơ. Đấy. Mọi người mai lại theo dõi video quên nhật trứng nhá. Nhưng mà chắc là mai mình vẫn 14 giờ thì mọi người vẫn xem video được. Tại vì một tuần thì thường là mình về thứ hai, mình thứ bảy sẽ không tăng ca, về 16 giờ nếu mà đi ca ngày, còn đi ca đêm thì cũng thế. Nhưng đi ca đêm thì chiều mình sẽ dậy mình quay được video cho các bạn. Rất vui là mọi người hãy xem video thế. Like, comment, chia sẻ cho các bạn của mình biết nha. Cảm ơn các bạn. Xin chào. Hãy chờ đón Phi Vũ nhặt trứng gà cùng với Lệ Quyên vào ngày mai. Bye bye.